kính chào quý vị và các bạn. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, iPhone là một trong những dòng điện thoại được nhiều người ưa chuộng nhất. Tuy không phải ai cũng có thể sắm cho mình một chiếc iPhone mới, đơn giản vì giá của nó quá cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam. Chính vì thế, iPhone cũ là một trong những lựa chọn thích hợp cho mọi người. Dễ mua, dễ bán, giá của một chiếc iPhone cũ sẽ mềm hơn, người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Mặc dù iPhone cũ có giá rất mềm nhưng lại không được đảm bảo về mặt chất lượng. Trong clip này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kiểm tra iPhone cũ, tiêu biểu ở đây là mic, một thứ không thể thiếu khi gọi điện ghi âm. Mời các bạn cùng theo dõi. Mic có vai trò như thế nào? Một trong những bộ phận có vai trò quan trọng của chiếc điện thoại, mic dùng để gọi khi chúng ta gọi điện đến, dùng để ghi âm với nhiều mục đích khác nhau. Bên cạnh đó là một thứ dùng để ra lệnh cho trợ lý ảo Siri hoạt động. Chính vì thế, nếu như hỏng mic thì chúng ta không thể đàm thoại trên iPhone được nữa. Cách để test mic trên iPhone. Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Các bạn hãy thử một cuộc gọi để kiểm tra xem bên kia nghe có rõ hay không, có bị rè loa hay không. Tiếp đến, các bạn hãy mở ứng dụng ghi âm lên, thử ghi âm một vài đoạn, sau đó nghe lại xem có tốt hay không. Nếu bạn muốn chắc chắn nữa, hãy thử ghi âm đoạn đó sang các thiết bị khác để kiểm tra. Trên đây là một số phương pháp cơ bản để có thể kiểm tra mic iPhone dễ dàng nhất. Hy vọng clip này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!